X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách hàng đi mua nhà thành phố Hải Phòng. Chúng ta đang đứng với một sản phẩm biệt thự phố nằm trên địa bàn Hải Phòng. Đây là đường Bùi Thị Tự Nhiên, một căn nhà biệt thự có diện tích 65m² với 4 tầng sang trọng, nhà xây độc lập, kiên cố, thiết kế chuẩn Vinhome sang chảnh. Tiện ích là nhà mặt đường, cực kỳ thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh hoặc làm văn phòng. Đây là địa bàn trên đường Bùi Thị Tự Nhiên, thành phố Hải Phòng. Quý khách đang đến với kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook Zalo Nhà đất, nguồn bán nhà tại thành phố Hải Phòng. Và cũng như quý khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống website x88.vn. Căn nhà này có hướng Tây Nam, có đầy đủ công năng phòng khách rộng gần 30m², 4 phòng ngủ rộng 20m², 3 vệ sinh, phòng thờ, phòng bếp. Đây là một căn nhà giá trị nhất và sẽ bán trong một nốt nhạc thôi. Ai đang xem trên kênh YouTube này hãy nhấc máy lên và gọi điện ngay cho mình nhé. Ngôi nhà có một vị trí đẹp với giá tiền hết sức hợp lý. Và đây là căn nhà bên em muốn giới thiệu tới quý khách hàng. Đây là mặt tiền của nhà, vị trí rất đẹp và rất hiếm khi có một căn nhà như thế này. Chúng ta đang đến với một siêu phẩm biệt thự phố nằm trên đường Bùi Thị Tự Nhiên với diện tích 65m², 4 tầng. Sân rất rộng cho chúng ta để xe máy và ô tô hoặc có thể bày bán hàng ăn, cà phê tại sân nhà mình được. Giá ngôi nhà là 4,7 tỷ và hỗ trợ banh 3,7 tỷ đồng. Chỉ cần 1 tỷ là có nhà đẹp rồi nha cả nhà. Căn nhà được thiết kế theo kiểu Pháp và vừa mới hoàn thiện xong, các bạn có thể tự thiết kế đồ đạc theo phong cách của chúng ta. Căn nhà có giá trị rất cao gồm phòng khách rộng gần 30m², 4 phòng ngủ rộng 20m², 3 vệ sinh, phòng thờ, phòng bếp. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong nha. Kính mời quý khách hàng cùng xem lại khoảng sân của căn nhà. Đây là một cái sân mà có thể nói là rất giá trị cho một căn nhà phố tại thành phố Hải Phòng. Vâng, quý khách hàng đang xem, đây là vị trí của phòng khách. Bước vào bên trong khá rộng rãi thoáng mát bởi chiều rộng gần 30m². Như chỗ này chúng ta có thể đặt bộ sofa to và khoảng tráng. Trên trần có hệ thống chiếu sáng, chúng ta cũng có thể lắp một chiếc đèn trần lung linh hay chiếc quạt tinh tế. Xin mời chúng ta hãy di chuyển vào trong bếp. Đây là vị trí của bếp, chúng ta có thể nhìn thấy trần thạch cao và có hệ thống chiếu sáng. Căn bếp của chúng ta là bếp trên dưới bằng gỗ ATMI tăng cường, tủ đủ rộng cho chúng ta trang trí một căn bếp vô cùng ấm cúng. Và đặc biệt một điều rất tiện lợi, chúng ta có nhà tắm và vệ sinh tầng dưới ngay dưới cầu thang, được thiết kế nhỏ gọn nhưng vô cùng thoải mái. Xin mời quý khách cùng xem, giá bán của ngôi nhà là 4,7 tỷ. Rất mong quý khách hàng đang tìm mua nhà hãy nhanh tay sở hữu ngôi nhà này nha. Di chuyển thêm chút nữa là sân sau rất thoáng, trên tường treo những chậu hoa cây cảnh tạo hiệu ứng cho căn nhà chúng ta đầy sức sống và đem về phong thủy cho căn nhà. Quý khách có thể thấy đây là một ngôi nhà cực kỳ giá trị. Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới tay những ngôi nhà đẹp và giá trị nhất. Đây là khu vực cầu thang. Cầu thang của chúng ta là kính cường lực một tấm liền tạo không gian thoáng mát và rộng rãi. Góc cầu thang chúng ta có thể để cây xanh tạo hiệu ứng tươi mát cho căn nhà, rất là tuyệt vời. Xin mời quý khách hãy cùng bước vào phòng ngủ đầu tiên nha. Mỗi một tầng sẽ có 2 phòng, tổng là 5 phòng. Tuy nhiên một phòng dùng làm phòng thờ nên tổng còn 4 phòng. Đây là phòng ngủ quý khách nhé. Cửa được làm bằng kính cường lực rất chắc chắn. 20m² nên rất rộng, có cửa sổ rộng lấy gió lấy sáng. Xin mời quý khách cùng đi xem phòng ngủ tiếp theo. Phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, có ban công cửa sổ tràn ngập ánh sáng, tiện lợi là có vệ sinh luôn trong phòng, xanh tắm Toto nhập khẩu nhỏ gọn nhưng vô cùng đầy đủ. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem tầng tiếp theo nhé. Tại đây thì thiết kế vệ sinh ở giữa dùng chung 2 phòng. Mình sẽ bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ phía trước này giống như phòng ngủ bên dưới. Xin nhắc lại căn nhà này được kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng bên em chào bán chỉ có giá 4,7 tỷ thôi. Quý khách hàng nào đang quan tâm đến căn nhà này thì xin liên hệ với số điện thoại 0916550688 để kênh Nhà đất bên em có một cái giá cực kỳ yêu thương gửi tới quý khách hàng một cái đinh tốt. Đặc biệt chính chủ và pháp lý sổ đỏ rõ ràng. Xin mời quý khách chúng ta cùng đi lên lầu trên cùng nhé. Bên trên anh chủ thiết kế một cái giếng trời thoáng mát tinh tế và vô cùng phong thủy nha cả nhà. Còn đây là phòng thờ rộng rãi có ban công thoáng mát. Mình cùng nhìn ra ngoài ban công nhé. Cực rộng rãi và thoáng mát, chúng ta sẽ nhìn được xuống con đường phía dưới. Căn nhà này có hướng Tây Nam. Có lẽ chúng tôi xin kết thúc video tại đây và sẽ rất vui nếu quý khách mua được căn nhà như này. Xin chào và hẹn gặp lại.